Xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay có những món đồ mới, đồ cũ xen nhau, đã lâu quá không đăng. Hôm nay em đăng cho anh em với các chú ủng hộ. Đây. Đầu tiên là pin đây, pin là pin Lysen xanh, là dung lượng nó 2001. Này 24K. Cái này là pin tím bên em nè, dung lượng nó 2006. Nó 30K, còn đây là pin mập. Pin mập này dung lượng nó 4700 55K. Đây là kẽm hàng. Này cuộn này 10m 50.000. Còn là kẽm này là kẽm đôi. Cái này 1m 15.000. Đây là anten. Chế cái này là anten wifi nè, chế sóng wifi hoặc là bluetooth đó, cho nó bắt xa hơn. Đó. Gồm có cọng dây này, gồm có cái cây này với cọng dây với cái ốc bắt. Đó. Một cây này nó là 40.000. Cái anten này 40. À. Bằng đồng. Nhà dắt đực. Dắt đực 2000. Công tắc mini cũng 2000 luôn. Đây là dắt cái. Dắt cái thì 4000. Đây là ổ USB. Ổ USB này 2000. Cái này là quạt treo tường, quạt trần. Cái cánh nó đâu mà lưng quạt trần nè. Đây nè, lấy cái cánh trần nè. Quạt trần này là nó điện 225W. 220V, 25W. Nó ba cái cánh. Một sải cánh nó là 4 tấc. Nếu mà mình gáp lại thì cái đường kính của nó là tầm 1m đó. Ba cánh nè. Đường kính của ba cánh nó tầm 1m. Cái quạt này nó 350. Đây là đèn đổi đầu 3 bóng. Đèn đổi đầu 3 bóng này nó 150. Nó có tặng, nó có đi kèm hai cục pin nè với cục sạc. Thì cái cục pin này nó tặng theo á, thì dung lượng nó ít thôi, dung lượng nó tầm 800 mà. Ví dụ như anh em có muốn xài mà cầm lâu á, xài liên tục lâu á, 2-3 ngày luôn á, là mua thêm cái viên pin này nè. Dung lượng nó tới 2600 nè. Xài cho nó lâu. Còn nó tặng thì nó kèm theo máy thì nó hạ giá thành ra nó chất lượng không có chất lượng nó ổn vậy đó, không có ổn mấy. Đèn nó ba bóng, nó thiết kế thì hay cái chỗ là nó ở sau là để pin, ở sau là cái đèn, cho nên nó cân bằng, nó không bị tuột. Đây là đèn năng lượng mặt trời đa năng, nhiều chức năng. Đây là nó chức năng nó cắt dây nè, này là phá kính, này là bàn.
Cái này sạc dự phòng, cái này là cổng sạc vô cho nó, điện nó hết mình sạc vô. Điện vô sạc vô bằng cổng điện thoại, còn không thì mình phơi nắng ở đây nè. Phơi nắng đây nó cũng sạc được. Thì mình để ra ngoài nắng thì ánh sáng nó chiếu vô thì nó sẽ cái đèn màu xanh nó cháy. Lúc đó là nó đang sạc đó. Ví dụ như là nó sạc mà cái lượng pin nó sạc vô nhanh đó, thì đèn này nó đèn màu xanh nó càng sáng, còn mà nó sạc ánh sáng ít đó, thì nó sẽ nó sao mà không có được sáng. Ban đầu mình chịu vô thì nó sẽ sáng hai cái ngọn đèn này, mình để đứng vậy nè, bằng thắp sáng, để đứng xuống vậy đó cho nó thắp sáng. Mình chịu vô mình thay đổi nó là bấm vô một lần nữa là thay đổi chế độ này sáng ít. Chịu vô nữa thì nó đèn màu đỏ SOS mà đỏ đó. Cái này sao nó chớp chậm nè. Còn mình chịu vô nữa thì đèn ở trước. Ở trước nó sáng. Ở trước thì nó cũng có nhiều chế độ sáng ít sáng nhiều với SOS luôn. Đó. Cái đèn này thì nó 220 nha anh em. Đèn pin cầm tay đa năng. Đây là Lito Kala. Sạc pin đo nội trở. Đo dung lượng đo nội trở luôn. Bốn cục pin thôi mình để đây nè. Ở sau lưng là nó để cái thông số mà nó hỗ trợ sạc. Nói chung cục pin nào mà mình đưa vô đây nó sạc được, nó có chức năng mà xài sử dụng lại thì mình đưa vô đây sạc. Rồi sau lưng nó có những cái thông số nè, 26650, 22650, 26500, 18650. Nó các mã để ở đây. Thì cái Lito này nó kèm nguồn đó, thì nó 320. Kèm cùng nguồn 2.5A. Đo dung lượng, đo nội trở được luôn. Khi mình sạc đầy thì mình rút ra mình game lại thì cục pin nó khi mà dung lượng nó đầy thì đo cái nội trở nó chính xác hơn. Còn cái máy này là nó chuyên đo nội trở luôn, nó không nó đo vô là tầm 30 giây, game vô tầm vài giây là nó ra cái thông số bia số lượng volt với nội trở luôn, không cần mà đợi lâu. Còn cái Lito thì nó sẽ lâu hơn tại vì nó đa chức năng. Còn này nó chức năng một là nó đo nội trở luôn. Mình chịu đây mở nút nguồn. Khi mình ghim vô quá thì ghim cái que này nó có cổng giúp đi nè, ghim vô đây, ghim ngoài đầu rồi nè, ghim vô. Rồi que đỏ với que đen thì tương ứng với cực cộng cực trừ. Khi mình tắt ngọn thì mình chịu ở đây. Cái đầu mình bấm đây, mình bấm xuống giữa là nó tắt. Nói chung cái này thì cũng dễ xài. Nó chức năng nó chỉ đo volt với đo này chở thôi. Ra nó chiên, này là chiên, loại này thì 800 là giá nó thành hơi cao. Chức năng đó thì nó chỉ một chức năng một. Khi mình xài thì mình dùng nó hết pin mình sạc cổng này. Máy này nó còn có 1-2 cái. Đây đồng hồ dạng năng điện tử đây. Đồng hồ này thì nó tầm 18 cm. Đo ôm nè, đo thông mạch chỗ này. Cái này là đo volt, nhưng mình đo điện DC thì mình dặn vô cái hướng bên đây. Còn mình đo điện AC thì mình để chỉnh đây. Màu đỏ nè, điện sống nè, mình đo điện nhà mình để chỉnh 700. Còn mình đo đây là mình đo thông mạch. Có tiếp luôn. Đó. Đồng hồ này là 150. Số nó bự lắm nghe nè.
hồ đo von 150. Đây là sạc 1S. Sạc thì đủ loại sạc chứ, quá nhiều, nhiều lắm. Nhiều sạc. Đây là kẽm của vỏ ba hàng nè. Vỏ ba hàng 15 pin. Bạch này là 70.000. Còn bạch kẽm hai hàng là nó 40. Cái này là mạch công suất của loa Bluetooth á, mạch này nó 8 ohm, nó chạy cho 8 ohm. Nguồn nuôi là 12V. Nguồn nuôi là nó để chữ GND chỗ này nè. VCC là cộng, còn GND là trừ. Còn hai cái lo là cái hiệu là R cộng, R trừ. Còn tín hiệu nè, tín hiệu ba chân của nó nè, ba chân nè. L với R với chân giữa nè. Đó, thì nó cũng dễ thôi, nó có ký hiệu đầy đủ cho về với mình đấu vô là được. Cái này là mạch công suất. Mạch khuếch đại đó. Mạch khuếch đại đó 50. Đây là mạch tam giác này là 30. Tam giác 12V. Cái mạch này nó tuy rằng nó có một hai con phét nè. Mà nó xả ngon lắm. Này mình chế với mấy cái máy khác cũng được. Mạch này là bảo vệ sạc 85.000. Này mạch 4S 55. Cái này điều tốc máy mài 100.000. Cái này nó có 4 cổng nhưng mà 2 cổng vô 2 cổng ra đó, 2 cổng in 2 cổng out. Để chữ tiếng Anh đó, in là điện sóng, còn out là gắn vô thiết bị mình xài. Cái này màn co. Màn co này 17. 17 này nó 30. Còn màn co này 8. 8 này nó 20 mét. Mạch này 5S phết lớn nè. 5S 3 phết lớn. 5S 3 phết lớn này 65. Còn mạch vàng 4S 5S cũng đồng giá 65 luôn. 3S full cũng 65. Cái mạch này là nhãn sạc in 5S nhãn sạc in nè. Cái mạch này kèm vỏ là nó 220. Kèm với cái vỏ này nó sạc in 220 kèm cái vỏ. Cái này có 3S, Makita 3S luôn nha nè. 3S nó cũng xâm lầm luôn. Này là keo xám. Keo xám này bản này bản rộng, bản 18. 8 phần thì 6 phần, cái này 6 phần. Cái này mét 25.000. Cái này 2S xả cao nè, dành cho mấy phần pin nè. Cái này 40. Cái mạch này anh em khi đấu xong á mình ghim sạc vô cho nó đăng kích cho nó điện ra, đăng cho nó có điện ra. Mình đấu xong thì mình ghim sạc cho nó. B cộng B trừ là sạc với tải luôn. Còn B trừ này đó là 0V, B cộng là 8V. Chữ MB đây là 4V, MB dưới đây là 4V nè. Khi mình đấu xong hết trơn là mình ghim sạc vô là động điện nó xuất ra. Còn mình quên không nhớ ghim sạc là nó không xuất. Và khi anh em không biết nó lỗi. Đây là mạch Bluetooth này là 5V. Mạch Bluetooth này 5V. Này 35k. Cái này là tăng áp, mà tăng áp cổng USB này 6k. Này tăng áp nè. Còn này là mạch sạc pin. Sạc pin 18650 á. Bằng sạc bằng cổng điện thoại á.
này cũng 6k luôn. Này là vũ bi đo dòng, này 70. Cái này để dành đo pin. Đo pin này 60. Này hạ áp một cổng, còn cái loại một cổng thôi à. Này 20. Này một ít lớn nè, một ít lớn này 15.000. 3 ít 20A này nó 25. Đây là chỗ đóng khi không có đồng đội. Này mạch dự phòng nè. Mạch dự phòng hỗ trợ sạc nhanh. Mạch này nó 90k. Này là cổng đời mới nha, cái này là nó chui sạc nó ba là thách xê nè chứ không có micro, thách xê với iPhone. Này đồ mới đó, cổng sạc này đồ mới. Đỏ cộng đen trừ, mình đấu vô cục pin là tự động nó sạc được à. Mặt này mặt tốt. Nó ví dụ như anh em mà mua kèm bóc chính sale là nó 150, còn cái mặt không là nó 90. Này 3S10A này có 15k. Cái này này mạch ghép nè, mạch ghép 4S. Này 30. Mạch ghép 5S thì 35. Mạch này nhận sạc pin có 4S 5S. Mạch này thì 90. Một ít nhỏ nè. Một ít nhỏ để dành mình xài đèn. Xài đèn, xài lo này kia cũng được luôn. Xài lo này kia đó bảo vệ sạc. Bảo vệ sạc đừng có no ra, đừng có phì pin. Đây keo vàng này 25.000. Này lưỡi cưa kiếm, một bộ nó hai ba lưỡi, một lưỡi cưa sắt với hai lưỡi cưa cây, một bộ nó là 100.000. Này keo, keo dán mạch, đừng cho nó ướt á, đừng cho nó ướt IC này kia đó. Cái đó 30. Cái này đèn led đuôi xe, nó gồm có gồm kèm theo là cái cọng dây sạc, cộng dây sạc với cái đèn. Cái đèn này mình chịu tầm 3 giây là sáng à, mình bấm vô lần nữa thì nó thay đổi chế độ. Nó rất nhiều chế độ luôn. Đèn này 25k. Chịu vô lần nữa, chịu lâu lâu thì nó tắt. Nó tặng ba cái mấy cái dây cao su nè. Dây cao su đang cố định lại cái đèn rồi. Chịu vô tập 3 giây nó tắt lại. Đèn này 25k. Đèn này mới về được mấy trăm cái. Đó dành là nó phát ánh sáng để cho người ta né mình. Đây là chì ký. Ký nó 400.000. Nó hợp nhựa thông trong đây luôn. Hàng rất là êm. Anh em mua lẻ 100g thì 50. Đây là dao cắt giấy, dao gọt giấy. Nó tích hợp 5 cái lưỡi trong đây luôn. 35k.
cái này lục giác qua thị nè, qua mai qua thị nè, để dành mở mấy cái vỏ pin của Nhật á, 60k nè, dít dài dài này tới 15 gì lần gì mười mấy, mà hơn cái này nó hơn 10, cái loại này tới 20, còn này 9 cm, cái này 18, còn loại ngắn này là 10. Cái này là cái mấy mạch máy mài nè, mạch máy mài, mạch máy mài với cái mạch của khoan không than 120 cái. Đây là sạc 18650, sạc một pin, sạc bằng điện sóng mình đó, nó có hai cái chui vậy nè. Đây là tàu lửa. Tàu lửa này nó có hai con dây đỏ với con dây một dây đỏ dây xanh. Khi mình game đưa cục pin 4V vô nó thì nó có lửa, nó đẹp, tạo ra lửa nó cháy. Cục đó 50. Này Eto mini ngàm nó 3 thân máy á. Để dành cố định để mình cắt, mình dũa, mình mài. Cái này 60. Nhíp gấp. Gấp các kiểu 35.000. Này quạt. Quạt này 8 cm. Gió này cũng khá lớn. Cái này loại mỏng. Tám cm này 20k anh em. Gió nó vừa mát thôi. 20k. Để dành tản nhiệt này kia đó. 12V 8 cm. Này 0.6. Này 20k. Này quạt này có cục. Cái này quạt tản nhiệt nó có cục nhôm mà, cục nhôm dày nè. Này 35k. Cò này, cò khoan pin này 12V nha anh em. Cò này 60. Còn có 12 loại 12V nè, 21V hết nè. Này nó nguyên một ổ vậy nè. Nguyên ổ này nó 306, gồm có cái 308 chứ, 308. Gồm có cái mùng tơ với cái mạch chứ cò. Cái này là cò của Bù Long. Cò này 50 à. Cái này kéo Nhật. Kéo cây của Nhật. Cây này 50.000. Anh em để dành cắt kẽm, cắt thiết hàng đó. Cực kỳ bén luôn, anh em mua xài là bảo đảm là thích luôn. Cái này là em đang xài nè, rất là im. Này búa cao su còn mấy cái à, cái này 50. Này quạt 8 cm, gió mạnh nè, còn có một cái mà 6 cm gió mạnh thì còn nhiều. 8 cm này nó 30, còn 6 cm này nó 25.
Đây là keo hai mặt, keo hai mặt này 10.000 cuộn. Cái này hộp hộp bên làm bình ắc quy nè. Hộp này 45. Này motor. Motor 75. Cái này là nó cục hơn 75 chút xíu. Còn này là chuẩn 75. Cốt ngắn. Cái này là cốt nhông với cốt dài. Đồng giá 50k, nó có 3 loại. Cái này 4cm hoặc 4cm này, hoặc này hoặc đơn. Hoặc đơn này cái 18.000. Này mỗi hàng cắn cây. Xài chuẩn lắm anh em, cái này không em đang xài nè, không có lỗi. Loại này 70.000. Anh em mà muốn mà mình mà dùng mình hàng chì thì không có đưa vô mấy cái kẻ. Mình mài mình hàng nhỏ thì mình để nguyên vậy nha, mình mà muốn nóng dữ mình cắt cái đầu này nè, nó nóng cực kỳ nóng luôn. Nóng chết nóng dữ lắm. Đây là tay hàng sale. Tay hàng sao nè anh em. Tay hàng sao này thì mình chế bằng biến áp nha. Chế biến áp hoặc là chế tụ gì đó. Nói chung là về phải chế lại mới không phải mà mình ghim điện trực tiếp cho mình xài. Cái mẫu này là của Trung Quốc. Cái này là rất là êm luôn. Đó. Nói chung là loại này là chuẩn nhất thị trường. Chuẩn nhất trong các loại tay cầm. Nó có cái này là tầm giá nó là 380. Còn có loại VIP hơn nữa. Loại VIP 8-900 nữa. Mà em thấy cái loại này là nó ngon dữ lắm rồi. Loại này rất êm. Đó. Vô em lấy cái đèn còi lên. Cái đèn còi có lửa nào có pin đó đặng thử. Đây là cái kim. Kim hàng là đúng của Nhật luôn anh em. Mua cái này mắc quá mắc rồi, không dám mua nhiều. Giá thạch nó cao lắm. Lửa nào có pin đó thử. Đây nè. Cái kim nè. Kim này nó giá một cây là 100.000. Ví dụ như mình xài thì mình cưa làm hai là được 2 cây rồi. Đừng cặp. Ví dụ như mà máy hàng nào mà rộng á thì mua cặp gì là xài, cặp này 200. Một cây thì 100. Cái này đúng của Nhật luôn chứ không phải của Hàn Quốc. Hàn Quốc thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Giá nó rất là ngán luôn. Nhưng mà loại nội này thì loại này anh em nào biết xài mấy hàng lớn mới biết. Còn ví dụ mình xài mấy cái mấy hàng nhỏ thì mua nó mua xài gia đình thì nó ngán quá. Đây là cái đèn xe đạp, đèn với còi. Đèn này nó sáng vừa chứ không sáng, nó sáng giống như mấy cái đèn của xe đạp thôi, nó chứ không sáng nhiều quá, sáng vừa. Nhưng mà nó được cái còi. Rất là nhiều chế độ còi luôn. Ở sau này là công tắc đèn. Cái đèn cái này nó có 3 pin anh em, sản phẩm chưa bao gồm pin. Cái này 40.000. Cái đèn còi này nè, 40. Cái này là quạt đôi. Quạt đôi này một đôi gì đó 35.000. Còn quạt này là hai đôi này nó 70. Này là một chấm ăn lên không à, nói chung gió mạnh gió hú không à, mấy loại này gió hú không. Anh em muốn mua mấy đôi thì nó này là
hai đôi 70 nè, nó chơi nó nguyên gì nè. Dây thì nó có tới 8 sợi dây, cơ bản là nó có một cái quạt, một quạt thì nó chạy đen đỏ, còn mà còn một quạt còn lại nó xài dây cam với dây xám, đỏ cộng đen trừ, cam cộng xám trừ. Mấy quạt này thì công suất cao, gió nó mạnh, gió nó hú. Giờ này được 200 mấy chục cây à, được hổm về 200 cây, bán sơ qua cái hết rồi. Còn quạt đơn bên đó thì nó công suất nó cũng tương đương vậy đó, thì nó lẻ, cái đó lẻ, anh em muốn lấy loại nào lấy. Còn motor này thì 18.000. Motor này nó xài than anh em, chứ không phải xài gâu như mấy motor nhỏ kia nha, nó xài than. Này 18.000 cho anh em về chế, về chế. Cái này là quạt 12 cm, điện 220. Đợt này về đẹp đó anh em, còn chừng 30-40 cây à, 220V. 12 cm, nó quạt này nó không có hú, nha, nó không có mạnh, nó vừa thôi, mình chế quạt hút này nọ. Thì cái quạt này nó 60.000, chạy điện 220 luôn, 12 cm. Này cái ly. Này là ly giữ nhiệt của Nhật nè. Giữ nhiệt này của Nhật, 65.000 cái à. Uống cà phê là nó không tan đá, nó không tan ra nước. Nó để lâu lắm mới tan, chứ không phải mà không tan. Cực kỳ êm luôn, đang xài thử một cái, 65.000. Còn này khoan này 3 chức năng, này nội địa Trung Quốc. Cái này thăng không là 850. Này pin, pin này 10 cell của Trung Quốc. Này 250, còn pin ống nhà thì chuẩn 5A thì nó 550. Này Automat CB chống giật. Cái này 50A, 250k, cái này nguyên lô. Về được nguyên lô, cái này hàng đẹp. 250. Về nhẹ nhiều lắm anh em, không sợ hết. Cái loại 30A thì hàng đợt này nó đẹp, nó 200k, 200k một cái đẹp lắm, của Nhật. Toàn là của Nhật không à, không có phải của Hàn Quốc. Đấy này 2 pin 6.000. 1 pin thì 3.000. 4 pin. 4 pin 4 pin thì 11.000. Cái này thăng máy khoan không thăng này là hai chức năng à, khoan với vít. Nó 500. Còn bộ lông của Hukan này thăng không là 550. Màu vàng của Hukan. Cái này sạc 5S, 3S, 5S, 6S, 7S. Nó 120, nó có quạt luôn, 3A. Lẻ lắm. Cái này là công suất nó, cái này mạch BTA, mạch tham BTA công suất 100A nè. Mạch tham BTA 100 thì nó 280 kèm nguồn. Còn 40A là nó 250 kèm nguồn. Đây là súng gửi xe nè. Súng gửi xe cái thằng không là nó 700. Combo dụng như mình có pin về mình gắn pin là mình gửi à. Còn mô pin Trung Quốc thì nó 250, pin ở nhà 650, 550 chứ. Pin ở nhà 550, còn pin Trung Quốc là 250. Cái thằng đó không là nó 700.
Này camera Yoshi Full HD 1080 550, thay nhớ 580. Này vỏ có led nè. Vỏ có led. Vỏ có led này 70. 5S. Cái này có led 15 pin á thì nó 80. Cái này có hướng dẫn trên YouTube của em luôn anh em có mua thì xem lại trên YouTube. Cái này là thỏi bụi của Milwaukee nè. Nha, không phải, cái này là Makute chứ, xin lỗi Makute. Thổi bụi, hút bụi. Cái thằng máy nó không là 600. Còn cái đèn này nó 80W. Nè, 80W nè. 80W này 520. Đèn ba mặt này 62K. Này khoan gia đình 2 pin 21V mạnh mẽ anh em. Cái này em xài đang xài nè, mượt lắm. 2 pin một sạc 620 à. Xài êm lắm, xài làm mấy hàng liên tục cả năm luôn mà chưa có hài hứng gì hết. 2 pin thì mình đổi qua đổi lại nó êm hơn, hết pin này lấy pin khác. Cái này còn chừng 10 bộ nữa. Này là cấp đúc. Để đây lại quay cấp đúc cho anh em coi. Cấp đúc này để coi sao. Cấp đúc này nó có công tắc. Nó có công tắc, có đèn luôn. Đây là chui thường, chui tròn nè, chui dẹp nè. Chui đủ kiểu chui luôn. Này 2 ổ, 4 ổ. 2 ổ, bên đây nó 6 ổ. Này dây điện đưa vô. Đó, nói chung nó gọn. Nó gọn mà nó nhiều, được nhiều ổ lắm. 2 ổ này, 4 ổ, 6 ổ. Có công tắc, có đèn luôn, xài rất là đa dạng. Đa dạng ổ cắm. Đó. Cái này có 50.000 anh em. 50.000 ổ à. Rồi. Cơ bản thì cũng xong rồi. Sạc thì có 1S, 2S, 3S, 4S luôn. Nó có nhiều loại quá rồi em không có bung ra hết. Anh em có mua thì nào có mua thì sẵn mua đó. Rồi muốn chọn cái nhiêu tiền đó em báo giá cho. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S, 8S luôn. Rất là nhiều loại. Thì cơ bản cũng đã xong rồi. Anh em ủng hộ thì gọi trực tiếp cho em. Có anh em nào mà nhắn tin Zalo hay là nhắn tin thường á thì nhắn xong á thì điện cho em, đặng em chốt đơn, để đôi khi anh em là cái clip lên á nhiều anh em gọi quá rồi thành ra không có tương tác kịp. Có con số thì cũng bỏ sót đơn luôn rồi, mấy em gài đơn nó cũng có nhiều quá anh em, đơn nó nhiều rồi đôi khi cũng có sót á, có anh em buồn phiền này kia, có anh em buồn phiền thì không nói gì, có anh em buồn phiền mà đôi khi không có vui nữa rồi nói lời cay đắng thì nó khó lòng. Tại vì em thì nói chung em bán cho anh em một món đồ mà mấy ngàn em cũng bán nữa. Nó quan trọng là anh em có ủng hộ em thôi, còn ví dụ như phí ship thì anh em chịu, ví dụ như mua ít thì ngán cái phí ship thôi, chứ còn mà nhắn bà đời mà em bán đôi khi em bán bao nhiêu em cũng bán, chứ một món 2-3 ngàn em cũng có lời nữa, em để nuôi gia đình, nuôi vợ con này kia. Đôi khi anh em không hiểu thì nói nó chảnh này nọ, nó không gỡ này kia, rồi nó không có coi tin nhắn, đôi khi nhiều quá rồi tương tác không có nổi, rồi anh em buồn phiền thông cảm. Mấy em gài thì cũng có nhiều đơn đi về đó, mà lý do này đủ, lý do kia đủ thứ chân, nhưng mà em thì cũng không có nói gì đâu, nó cũng lý do này nó kia mình cũng đâu có biết được, rồi cũng đâu có trách anh em được. Mà đơn nào mà có sót anh em mà em không có tương tác ok thì anh em cũng đừng có giận, đừng có buồn gì em. Anh em hiểu thì thông cảm, còn anh em nào không hiểu thì đôi khi buồn em thì em cũng biết nói làm sao nữa, chỉ mong anh em thông cảm thôi. Nó còn cái nguồn tối ong này nè,
Ngọn Đông này cũng có thương hiệu, cũng có thương hiệu lớn nè, LBI. Cái này cũng 29A 12V luôn. Cái này là nhìn tụ trong đây nè, lớn lớn không à. Nói chung là cái nguồn này á, nó 240, có 1 cái duy nhất à. Được khổm về 3 cái mà em không có đăng mà em, anh em chốt rồi. Thì hết clip rồi, xin chân thành cảm ơn anh em đã ủng hộ. Em xin kết thúc clip và xin chào.